Bạn đã cần một chiếc xe đạp để phục vụ di chuyển, rèn luyện thể thao hay món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân, hay đơn giản bạn là một dân chơi xe đạp chính hiệu? Hãy đến với Tâm Đức Cycles, chuyên phân phối sỉ và lẻ các dòng xe đạp thể thao chính hãng trên toàn quốc. Với các sản phẩm chính hãng, đa dạng mức giá, kiểu loại, màu sắc, chúng tôi thực hiện giao hàng và ráp tại nhà trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gửi COD trên toàn quốc. Với tôn chỉ kinh doanh nhanh, tốt, thuận tiện, Tâm Đức Cycles luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho từng quý khách. Hàng chục ngàn khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Truy cập ngay shopxetot.com để chọn lựa và đặt hàng nhanh chóng. Quyền năng của Apple, Amazon, Google và Facebook. Ngày 29 tháng 7, 2020, CEO của Apple, Amazon, Google và Facebook đã cùng nhau tham gia phiên điều trần trước Hội đồng chống độc quyền của Ủy ban Lập pháp Mỹ. Đây được xem là bộ tứ quyền lực Big Four của làng công nghệ Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Và bốn con số sau đây sẽ giúp chúng ta mường tượng được phần nào về quyền lực của các hãng này. 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là giá trị vốn hóa gộp lại của Apple, Amazon, Alphabet, công ty mẹ Google và Facebook. Apple, Google, Facebook dễ bị tổn thương nếu nền kinh tế tiếp tục suy thoái vì COVID-19. Khác với Amazon, công ty thương mại điện tử đang thăng hoa trong đại dịch. Dẫu vậy, trong thời gian hiện tại, họ vẫn là 4 trong 5 hãng công nghệ giá trị nhất nước Mỹ trên thị trường chứng khoán. Thành viên thứ 5 chính là Microsoft. 5 năm trước, 6 công ty còn lại trong top 10 có giá trị bằng 90% Big Four. Tuy nhiên, hiện giờ họ chỉ bằng khoảng được 75%. 773 tỷ đô la Mỹ. Đây là doanh thu thường niên gộp của Big Four trong năm tài khoá 2019. Doanh thu Facebook đạt 70,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương GDP của Venezuela. Alphabet đạt 161,19 tỷ đô la Mỹ, gần bằng GDP Ukraine. Apple đạt 260,2 tỷ đô la Mỹ, gần bằng GDP Việt Nam. Amazon đạt 280,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương với GDP của Pakistan. Năm tài chính của Facebook, Alphabet và Amazon tương đương năm dương lịch 2019, còn của Apple lệch hơn do năm tài chính của hãng này bắt đầu từ quý 4 dương lịch, quý 4 2018 tới quý 3 2019. 420 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số tổng tiền mặt mà Big Four đã nắm giữ dựa theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất. Trong đó, Amazon có 49,6 tỷ đô la Mỹ, Facebook có 60,3 tỷ đô la Mỹ, Alphabet có 117,2 tỷ đô la Mỹ, còn Apple có 192,8 tỷ đô la Mỹ. Số tiền mặt khổng lồ đã giúp cho họ có được khả năng thực hiện các khoản đầu tư lớn hay là thôn tính đối thủ nhỏ, mua lại cổ phần thường hay đối phó với khủng hoảng. 4,6 tỷ. Đây là số người kết nối với Internet trên trái đất tính đến tháng 7, 2020. Theo thống kê của Statista, Big Four muốn kết nối bất kỳ ai có thể lên mạng với hàng hóa, sản phẩm và người khác. Quy mô của họ tương ứng với số người mà họ với tới. Tất nhiên, không phải nơi nào trên thế giới cũng chào đón bốn công ty này. Chẳng hạn, Trung Quốc đóng cửa với Facebook, Google. Amazon chỉ hoạt động tại một vài quốc gia và không thể đột phá tại các thị trường quan trọng như Trung Quốc. Và dĩ nhiên là thiết bị đắt tiền của Apple cũng không dành cho số đông. Bất chấp các hạn chế này, Big Four vẫn hoạt động ở quy mô vô tiền khoáng hậu. Google vừa mốc 2 tỷ người dùng đối với bộ sản phẩm diệt sôi vào đầu 2020. YouTube đã mốc 2 tỷ người dùng hàng tháng từ năm 2019. Facebook có 2,6 tỷ người dùng hàng tháng vào quý 1. Vào cuối 2019, Apple có 1,5 tỷ thiết bị đang sử dụng. Còn Amazon thì không công bố số tài khoản, song vào năm 2018, CEO Jeff Bezos của công ty này tiết lộ vượt mốc 100 triệu thành viên Prime tại Mỹ. Có thể nói rằng bộ tứ quyền lực này đang định hình cuộc sống của mọi người. Hàng hóa họ mua, nội dung họ giải trí, cách kết nối với gia đình, bạn bè, cách mà họ nhìn nhận thế giới. Quyền lực đáng sợ này lại nằm trong tay một số ít công ty của một số người đứng đầu. Dù làm theo RCT News, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.